bãi heo này là nguyên lý hoạt động là vậy nè. Mình cộng cọng dây mỏng từ đây qua bên đây nè, giống như cái bãi chuột vậy đó. Thì con heo nó đi vô đây nó ăn. Con heo nó bự lắm, cho nên khi mà nó đi vô đây nó ăn chắc chắn là nó sẽ bị cọng dây, nó sẽ đá đứt cọng dây liền. Thì nó đá đứt cọng dây là đứt cái bặng ra là tập lại vậy. Các bạn YouTube nhớ subscribe kênh của Nghiệp nha. Nghiệp KB á, cũng có nhiều cái điều mới lạ lắm. Dạ, ok. Dạ. Đây là mấy con heo này là mấy heo rừng này. Bữa Vương bẫy xong rồi đem về nuôi thành heo nhà luôn. Sao thế, bữa bẫy xong rồi hồi nó còn nhỏ luôn hả tớ? Còn nhỏ xíu rồi. Vậy hả? Nè bên đây có hai con nữa nè. Đó, đây là heo rừng. Cái đó là cái đó con biết không? Trong mạng nó nói cái này là tanh lắm, cái đó phải luộc lấy ra. Bây giờ mình bắt nước xả cho dưới, mừng dưới rừng. Mình trụng nó cái. Nhịp chào các bạn nha. Bây giờ là Vương sẽ dẫn chú Tấn với mình rồi nè, đi vô rừng đặt bẫy heo. Thì một chút xíu nữa mình sẽ coi hướng dẫn các bạn cách đặt bẫy heo ở rừng như thế nào. Thì bây giờ thì mình đang vừa mới làm ra, mà bên này thì làm ra rồi trời vẫn còn sáng và nắng lắm. Thì bây giờ đi qua nhà Vương chưa đi xuống được bẫy heo nè. Nào, bây giờ tía đang ba nè các bạn. Tía ba làm món gì ngon tía? Con thấy làm món gì được. Con gì cũng không rành. Ủa sao tía bỏ cái này uống vậy? Cái nào? Cái này nè. Nó cứ nhắc hẳn gì đó. Để. Cái đó là cái đó con biết không? Trong mạng nó nói cái này là tanh lắm, cái đó phải luộc lấy ra. Bây giờ mình bắt nước xả cho mặn vô rừng. Mình trụng nó cái. Mình trụng nó hả? Giờ làm món gì? Tại thêm món đi. Sầu lăng hay là gì cũng được. Tía làm sầu lăng đi, thấy tía làm sầu lăng thử. Con làm đi. Lỗ cà ri thử thôi. Cà ri nấu lâu không anh? Hả? Nấu lâu giờ mình sầu lăng cái mình dứt miệng được rồi. Đã giờ còn ai nha. Mình còn không biết nấu đâu cái đó đâu. Ủa. Cao thủ mà bày đặt một tiếng nữa. Vậy lắc về hả? Không nấu hả? Là tía nấu. Tía nấu đi, tía nấu cho ăn ké. Nha. Con xào lăng đi nghe vậy, con làm ngon mà. Ôi, con đâu làm sẵn vậy xào ăn mà con biết không làm biến nữa ông ơi. Cái trận đầu làm buổi trời luôn này thấy không? Vậy hả? Chắc giờ đi vô nè. Tí khử mùi nữa. Bắt gừng với xả vô. Gừng với xả hả? Xíu xíu nước mắm miếng rượu đỡ vô cái cho nó săn thịt cái lần hết. Xin mừng ơi. Định đi thả. Thả hả? Thả vô bụng. Tại nó ốm quá thôi. Thả hả? Ở ấm nhôm nè. Ốm đâu ốm. Màu thịt chứ ốm đâu. Tía đi mừng ba. Giờ tía kêu là sầu lăng. Sầu lăng có anh mì kìa. Mì. Ngon lắm. Vô lăng bẫy heo không? Mấy con gì? Tía đi nó vui chứ. Giờ đi thử ha. Thử mùi lát về làm lát nghe. Lát con sầu nha. Con đâu biết làm món sầu lăng đâu. Gắt quá. Tía làm đi con ké. Làm sạch sẽ mình. Chết sống thêm một chút xíu thôi. Số chết thiệt. Lô ba số chết rồi ha. Nửa tiếng nữa là sống rồi mà số chết. Tụi mình đã đến quá trễ các bạn. Đang định xuống thả ba nhưng mà số nó xui là tía đã mần thịt nó rồi. Camera hồng ngoại để quay camera này là để mình bỏ vô trong mấy cây để tối nó quay lại cho mình thấy được con heo nó vô lòng. Quay ban đêm để cảnh dính heo như thế nào. Dạ, mình giới thiệu cho mấy bạn coi mấy con heo mà Vương bẫy, Vương nuôi nó, nay nó thành heo nhà luôn nè. Nè, có tía ngoài đây nè. Mấy con heo này là mấy heo rừng nè, bữa Vương bẫy xong rồi đem về nuôi nó thành heo nhà luôn. Sao tía bữa bẫy xong rồi, hồi nó còn nhỏ luôn hả tía? Còn nhỏ xíu à. Vậy hả? Còn thấy cái nành nó ghê không? Ủa có nành luôn hả? Có cái nành đó. Ghê vậy? Wow. Cái nành nó mình một năm sau nó là mình ăn thành luôn hả? Có cái nành ghê không? Ừ, nó cái gì nó cũng ăn được hết á. Đó, bạn thấy không? Bữa hình như là đợt trước bia tới 7 nó chắc ở cầm giò. Chắc cũng gì. Bắp chuối hả? Dế hả? Dế. Nó có bông bông không tía? Ờ, nó rằn rằn sọc sọc. Sao giờ nó lớn sao nó đang thui lùi vậy? Ghê. Còn thấy không? Heo này dùm. Còn thấy cái lồng nó thì ghê không? À. Lấy cái dao lồng nó lụng nó chết liền. Lồng bên kia mà. Ờ thì nó cứng, lồng cứng như cái giống giáp như vậy. Một cặp hả tê?
không? Con đực con cái nè. Ờ đằng kia hai đực kìa. Ôi nó ăn thịt luôn á, ghê vậy. Nó ăn gì thịt sống luôn hả? Hay ông gì nó không ăn. Bữa như tía cho nó ăn thịt gà nó ăn luôn phải không? Gì nó không ăn. Không ạ. Heo rừng, cái gì nó không ăn hết trơn. Đó. À, đây là heo mà Vương Bảy nè các bạn. Đây là bảy về nuôi chứ không phải là mua về nuôi đâu nha. Chào bà, tao đang 33 luôn á. Nè bên đây cũng có hai con đúng không? Nè bên đây có hai con nữa nè các bạn. Đó, đây là heo rừng. Heo rừng được bảy xong về thành heo nhà. Ủa bữa có con heo tía thả ra ngoài đâu tía? Nhốt lại chưa? Chưa nhốt hả? Nhốt lại là nó phá quá. Đây, bây giờ mình sẽ lại coi con heo nó được thả ra ngoài luôn. Ở đây nè. Bữa nó đi vòng vòng ở đâu thèm đi vô rừng nữa đâu. Tại đây đồ ăn dư dả quá. Mà bữa nó ủi đất quá tí nhốt nó vô đây luôn rồi. Đó kìa, thấy chưa? Đâu sợ mình đâu. Bây giờ sẽ đi vô làm bẫy heo rừng. Hôm bữa con mừng con ba ba ở nhà. Con mừng lần con sợ quá con không dám làm nữa. Tôi làm xong hết chặt hết còn nữa đâu chứ. Lát về tụi con phải đi tập gym. Đi đâu chứ? Đi tập gym. Vậy đó hả? Mập quá rồi, ăn quá. Ăn thêm miếng quay. Dạ. Dạ, Vương chào mọi người, chào các bạn. Giờ là mấy anh em của mình sẽ đi vô rừng để bẫy heo rừng. Đây là bẫy heo rừng bẫy được và nằm đây nè. Đó. Cái này là chưa. Rồi bây giờ là Vương sẽ dẫn cho các bạn đi đi coi bẫy heo nó sẽ là như thế nào. Ủa nhưng mà cái bẫy bỏ mãi chưa hay là? Nghiệp đi cái giày là đi cái giày luôn đó Nghiệp. Vậy đâu có ủng đâu mẹ. Không có ủng luôn. Không. Biết em nhà có không để vô kiếm thôi. Đó mới là mượn đôi nè. Ở đây bị con gì cắn xin chưa. Đây là con khỉ đuôi dài. Con này dữ hơn con ngoài kia phải không? Gió ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Gió ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Ủa mang dép luôn hả? Ừ. Không mang ủng mới thôi, để tôi vô tôi thay đôi dép đi. Để vô thay đôi ủng cái đã. Ủa có lấy súng chưa Vương? Lấy súng chưa? Đi không hả? Ok, vô mượn đôi dép, đôi ủng này đi. Bây giờ là lấy camera để mình đi đặt cho các bạn coi con heo nó đi vô như thế nào. Nhưng mà bây giờ ở đây nó có 4 cục pin thôi, giờ chắc không lẽ nó vô nhà là bỏ thêm pin đây đặt. Để sáng chắc đủ. Dạ. Yeah. Để thôi mai check không có đặt cái pin vô. Ok, thôi bỏ ra 4 cục pin, mỗi cái 4 cục pin. Quay hai cái hai góc. Bây giờ đâu mở đâu. Có mở không? Mình chạy có mở không? Có đâu, đâu biết mở đâu, chưa mở nữa. Vương mở mà, Vương bữa Vương có mở. Ừ. Đây, cài, thôi đeo lên. Chắc ủa, Vương có đem pin hết đủ không vậy? Đó, tôi có đem pin. Mấy cục vậy? Tôi có 1 cục à. Đó, đem pin một cục pin. Cục này mà. Ok các bạn, vào rừng lấy heo đây. Thật ra là Vương có nhờ hai em phải đi tiền cảm trước là bây giờ con coi cái anh làm gì thôi. Không thấy quay được luôn. Lúc mình chạy vô nãy thấy quá chừng nước chân đó. Cái này cỏ không có thấy. Đây. Thì giờ đây là giữa rừng của Vương nè. Đây là khu vực này, đây là có rất là nhiều heo. Nó sẽ đi từ heo dưới này, nó đi từ mé bên rừng này qua, nó đi qua bên đây. Bởi vì cái khu này là nói chung là đặt bẫy là chỗ nào cũng dính trơn, nhưng mà chỗ này là đặc biệt là dính một lần á là dính 3-4 con lượt không à. Nó rất là đông ở chỗ này. Cái bẫy heo này nguyên lý hoạt động á là vậy nè.
nhìn nó vậy thôi chứ rất là đơn giản. Và cái bẫy heo này á là Vương bẫy cả heo với nai luôn, có lần bẫy được con nai. Mình cộng cọng dây mỏng từ đây qua bên đây này giống như cái bẫy chuột vậy đó. Thì con heo á nó đi vô đây nó ăn. Nó đi qua đó nó ăn bóp trước xong nó lủi vô đây nó ăn phần này. Cái nó ăn, con heo nó bự lắm cho nên khi mà nó đi vô đây nó ăn chắc chắn là nó sẽ bị cọng dây nó sẽ đá đứt cọng dây liền. Thì nó đá đứt cọng dây là đứt cái bặn ra là tập lại vậy. Rồi giờ Nghiệp đi gắn cái camera ngay đó đi Nghiệp. Gắn đâu? Mình đó hả? Đó, gắn ngay bên đó đó. Để vô. Đây, đây giờ là bỏ bắp vô này các bạn. Đó, bỏ vô miếng đây để cho heo nó chạy ở đây nó ăn. Đó, lấy có mấy miếng bắp rồi, bắt được mấy con heo rồi, lời rồi, đúng không? Phải cả đến một ngày chứ. Cái này nó chờ máy móc thôi. Có khi nào quay nó xéo xẹo không? Để coi cái. Cái này chắc nghĩ cảnh này rộng quay hết cái chuồng. Hết đâu? Cái này là chạy đặng cái đầu nó lại. Kiếm cái gì chim chim đây cho nó cứng, cho nó lòi lên, cho nó quay lên một xíu. Chơi đây là một cái bẫy các bạn. Mình sẽ set khoảng cố gắng ngày hôm nay set khoảng 2-3 cái bẫy giống vậy nè để có thử bắt được bao nhiêu con heo. Camera. Thấy có nhiều dấu chân này đặt đây nè. Đây nè, heo nó hay ra đây nó tụ tập nè. Thấy dấu chân của nó rất là nhiều nè, nó ra đây nó ủi nè. Nè mấy cái đống này là toàn là dấu heo ủi không các bạn. Chỗ này là tụi nó đi hay đi vòng 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 đây để tụi nó pha đi ăn uống ăn chơi chơi bời đây nè. Mày gọi gì đấy, mày gọi gì đấy chứ. ¿Tienes otro hilo, Sergio? No. Bây giờ là mình sẽ review cho các bạn coi cảnh lái xe đi rừng. Đây là xe đi rừng. Đi vô trước nha. Vô trước nha. Vô trước à. Vô trước nha. Ok, bây giờ thì Nghiệp đang lái xe lội rừng các bạn.
Vậy là cuối cùng mình cũng đã lái xe về tới nhà. Thôi, bây giờ mình cũng vô thay đồ và đi về. Xịn quá. Nè, xe này là xe đi rừng. Bạn thấy xe đi rừng ở Mỹ chưa? Xe này là để băng rừng nhưng mà nó không có lội sông được nha các bạn. Xe này là để mình có thể ngồi trên đi săn. Vô, vô Nghiệp, vô Nghiệp. Dạ, Té nổi tiếng nè, cho nên nhờ Té VA okay. Cho kênh tụi mình luôn nè. Đây, hai con thương yêu. Đây, hai kênh nổi tiếng nha. Kênh này Nghiệp, cái này là... Thảo Nghiêm, đang với Thảo Nghiêm nha các bạn. Mấy bạn nhớ subscribe giùm nha. Các bạn YouTube nhớ subscribe kênh của Nghiệp nha. Nghiệp KB á. Cũng có nhiều cái điều mới lạ lắm. Dạ, ok. Thôi thì nãy giờ tụi mình cũng đặt bẫy xong rồi. Bây giờ thôi mình các bạn hãy đợi khi mà con heo nó chui vô bẫy thì bắt đầu mình mới quay tiếp cho các bạn coi nha. Ok, bây giờ mình tạm biệt các bạn ở đây nha. Bye bye.